Ngày hôm nay á, chúng ta sẽ giải đáp lại một số những câu hỏi thắc mắc của bên phía anh chị thành viên chúng ta trong nhóm này. Xóa một chút về cái khâu thông tin này. Thì giả sử thì anh bên phía anh Tiến Cương anh có hỏi là triển khai cái driver tracking có hiệu quả ở thời điểm hiện tại hay không, và bên phía anh ấy có check rằng là thấy bên phía Tiến có nhân bản triển khai Google Driver Tracking ra nhiều những cái phiên bản ở các cái nước khác nhau, thì chắc là anh Cương check khá là kỹ về cái vấn đề này, và như vậy nó có cái lợi ích hay không. Thì để mà cho một người hiểu rõ hơn về cái thuật ngữ này hay là về cái phương thức hoạt động của nó, thì Tiến cũng đã có chuẩn bị qua một số những cái thông tin ở cái file doc này để mà chia sẻ đến anh chị. Biết là chúng ta ở đây mọi người có biết về cái thuật ngữ là Google Driver Stack hay là Google Cloud Stack không? Mọi người biết thì mọi người comment số 1, còn mình mà chưa biết thì có thể mình sẽ comment số 2 ha. Ok, đa phần mọi người biết nhiều này. Ok, mọi người biết thì comment số 1, còn chưa biết comment số 2 nhé. Để ví dụ như chúng ta chưa biết thì Tiến sẽ nói qua một chút về cái thuật ngữ đó để cho các anh chị hay là bạn chúng ta hiểu rõ hơn. Ở đa phần mọi người cũng chưa có hiểu nhiều về cái thuật ngữ này. Ok rồi, thì trong cái phần file tài liệu ở trên cái nhóm á, mọi người vào trong cái nhóm Zalo của kiến thức của bên HeroCell á, mọi người bấm vào cái tab 3 á, nó sẽ có một cái gọi là cái các cái đường link á, chia sẻ. Thì Tiến cũng có để cái đường link chia sẻ nói về cái chủ đề đó là Google Cloud Stack hay là Google Drive và Stacking, nhưng ở trong tiện cái câu hỏi này của anh Tiến Cương á, thì Tiến cũng sẽ chia sẻ nó sâu hơn về những cái chủ đề này. Thì đây là cái file mà Tiến có chuẩn bị nốt qua để cho chúng ta hiểu được. Thực chất nhá, cái file này á, nó cũng chỉ là cái dữ liệu mà Tiến tổng hợp lại từ một cái bài blog nói về cái Google Cloud Stack hay là Google Drive và sách rồi. Đây Tiến dịch sang cái phiên bản nó tiếng Việt luôn để mà chúng ta hiểu nhá. Thực chất thì Tiến cũng đã có làm rồi và Tiến cũng có cái blog để mà chia sẻ, nhưng mà để dạng như cho nó cảm thấy nó trust hơn, vì đây cũng là một cái agency lớn ở bên nước ngoài và họ cũng đã nói về cái chủ đề là Google Drive và sách hay là Google Cloud Stack. Thì đây á, cái Google Cloud Stack á, nó cũng được hiểu rằng là Google Drive và sách, nhưng mà Tiến thì Tiến sẽ dùng cái thuật ngữ là Google bên Cloud Stack hơn, vì cơ bản á cái Google Cloud Stacking á, khi mà Tiến làm á, thì cái tiêu chuẩn nó cao hơn, và nó cái chất lượng chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Và ở đây á, nó chất lượng hơn và nó tốt hơn là như nào? Nhất là cái số lượng link và mình tạo nhiều hơn, là phương thức kết nối mình có một cái sự logic nó rất là cụ thể, và chúng ta có thể triển khai cái backlink tầng cho cái bộ Google Cloud Stacking này nữa. Nhưng mà để cho mọi người hiểu rõ hơn á, cái Google Cloud Stacking ấy nó là cái gì, thì có thể là chúng ta sẽ xem qua một số những cái dạng cái định nghĩa như sau. Đó, ở đây nhiều anh chị chúng ta cũng đã biết rồi này. Thì cái Google Drive và Stack hay Google Cloud Stacking á, thì nó được gọi là một thì nó sẽ tắt cái lúc của mình. Ok, sorry, mà hay tiếng bật lại. Thì cái Google Stacking á, thì mọi người hiểu á, nó dùng là một cái thuật ngữ để nó cải thiện cái thứ hạng trên cái công cụ tìm kiếm thôi. Là nó là tập hợp các cái thực thể hoặc các cái ứng dụng của Google, ví dụ như là Google Site View này. Mọi người biết Google Site không? Mọi người biết Google Site View không? Mọi người biết thì comment số 1 cái ha. Site.google này. Mọi người biết cái link này không? Đó. Rồi, thứ nhất á, là nó tập hợp cái Google Site View là một. Cái thứ hai á, là cái Google Doc, đây là cái Google Doc này. Rồi cái thứ ba là Google Calendar. Cái Calendar này nó là cái mà chúng ta tạo ra cái biểu bảng, cái lịch để mà dạng như là chúng ta sắp xếp các cái công việc cái thứ đó. Rồi My Map với cả Google Drive này, Photo này, và nó sẽ có rất là nhiều những cái gọi như là tài nguyên của cái thằng Google. Thì đây á, góc độ như SEO là chúng ta đang sử dụng các cái tài nguyên này để mà chúng ta stack lại nó lên nhau. Đây là cái từ stacking này. Google nó là cái tài nguyên. Google ở đây được định nghĩa hiểu là các cái tài nguyên Google. Stack á, là được hiểu nó là xếp chồng lên nhau và được công khai, cái này gọi như là đã được index, được Google index á, và tận dụng tối đa các cái sức mạnh của các tài nguyên này để mà chúng ta tăng trưởng cái thứ hạng câu từ khóa ở trên Google. Và Tiến cũng sẽ nói qua một số những cây này để cho anh chị chúng ta hiểu rõ hơn, thì cũng tiện câu hỏi của bên phía anh Tiến Cường trong phần này. Thì ở đây Tiến cũng có định nghĩa này, mọi người hiểu này, Google nó là một công cụ, còn Cloud á, Cloud ở đây nó được hiểu là đám mây hay là cái dữ liệu đám mây. Thì đây là những cái góc độ như tài sản mà nó tạo ra, là mà nó có các cái dữ liệu đám mây này. Nó hơi thuật ngữ chuyên ngành một chút về khâu công em tin. Rồi ngoài ra cái định nghĩa về stacking á, nó là kết nối và xếp chồng. Khi mà chúng ta tìm hiểu về định nghĩa là Google Cloud Stacking, đó là chúng ta sử dụng các cái tài nguyên của Google và chúng ta kết nối với nhau có một cái sự logic cụ thể, và chúng ta sẽ được kết nối và xếp chồng với nhau. Đó thì là mọi người hiểu cơ bản cái định nghĩa Google Cloud Stacking là như vậy. Ok, đó thì Tiến giải thích cái phần Google Cloud Stacking này, mọi người hiểu không? Mọi người hiểu thì chúng ta comment là hiểu ha. Ok anh em, rồi đó thì về cơ bản qua thì nó có một số những cái định nghĩa nó cơ bản như vậy thôi, nhưng mà cái khó là làm sao để chúng ta sử dụng triển khai được thì nó mới là cái vấn đề thôi. Thì ở đây Tiến sẽ nói qua một chút về cái độ trust
của những cái thằng tài nguyên Google cho mọi người hiểu này. À, Google bên client, cái bên client là Google này, hay là Drive vào Google này, hay là các cái file doc, doc rồi Excel này, rồi Google Sheet các thứ này, đây tiến check là mọi người thấy không? Thì cái chỉ số domain á, Refine Domain này, hay cái chỉ số backlink á, hay chỉ số bên authority của nó rất là cao. Mọi người hiểu, mọi người nghĩ sao khi mà chúng ta nhận được một cái backlink từ những cái trang này? Mà đây á, cái backlink này nó còn miễn phí nữa. Thì có phải á, chúng ta nhận được một cái backlink nó cũng như là một cái phiếu bầu của Google đúng không? Và cái sức mạnh á, truyền về nó rất là kinh khủng, quá là ngon luôn. Đây như mọi người thấy. Ở đây là những cái chỉ số mà tiền check, nhưng mà để mọi người làm được á, thì nó rất là nhiều vấn đề và nó khó trong đó. Giả sử đi, thì đây là một cái mô hình triển khai Google Cloud Sách mà tiền có cáp lại cái màn hình ở đây cho mọi người, tức là à nó sẽ sử dụng các cái trang mạng xã hội này, rồi nó sẽ sử dụng các cái tài nguyên của Google, và các cái tài nguyên này em mọi người thấy không, là nó sẽ được kết nối với nhau và sẽ có một cái thứ tự cụ thể, à cái nào trước, cái nào sau, cái nào ở cái tầng cuối cùng, và cái trang nào là cái trang hướng link, và sẽ cần phải tạo ra rất là nhiều các cái trang. Đây là tiền chỉ nói demo như vậy cho mọi người hiểu thôi, chứ còn đi vào thực tế thì nó còn khá là nhiều vấn đề và hai để mà giải thích làm được. Trong phần này tiến cũng không thể nào giải thích hết, nhưng mà tiến nói tổng quan qua như vậy để cho mọi người chúng ta hiểu được. Và ở đây á, các cái tài nguyên của Google á, chúng ta có thể sử dụng là Google Drive này, hay Google Photo này. Đây là các tài nguyên của chúng để mà chúng ta sử dụng cho cái hạng mục là triển khai Google Cloud Sách hay Google Stacking. Và cái đặc điểm á, mà chúng ta làm nó mạnh hơn á, đó là chúng ta sử dụng những cái yếu tố liên quan của bên không backlink và document. Thì đây là một số cái mà Tiến đang ứng dụng khá là mạnh ở trong không dự án, và cụ thể á, ở đây Tiến cũng sẽ lấy cho mọi người hiểu rõ hơn cái ý nghĩa của nó là cái gì. Đầu tiên á, ý nghĩa của Google Entity Stacking hay Google Cloud Stacking á, là tạo ra các cái tài nguyên của Google và chúng xếp chồng lên nhau để tạo ra một cái mạng lưới thực thể entity rất là mạnh. Là nó giống như một cái câu hỏi của bên phía anh gì hỏi trong này ta, bên phía của anh có một câu hỏi là lên làm content trước hay là chúng ta build entity trước, anh sẽ có một câu hỏi để xem lại cái câu hỏi nha mọi người. Nhớ là mong nhắn lại bạn chỗ dưới này. Ở đây nó sẽ các chị có đặt ra một cái câu hỏi ấy, là nên làm content trước hay là làm entity trước. Tiến có đọc qua được cái câu hỏi đấy thì Tiến cũng sẽ trả lời cho anh chị chúng ta rõ hơn ở trong phần này. Ý của nói ấy, ý của cái câu hỏi là đúng một website mới ấy, thì chúng ta lên build content trước hay là chúng ta làm entity trước. Thì đây Tiến đang nói là góc độ như chúng ta làm entity, nó là góc độ xây dựng lên cái mạng lưới thực thể ấy, và giúp cho một brand chúng ta nó rất là chốt. Và cái phương pháp triển khai Google Cloud Stacking này á, đã được áp dụng và triển khai khá là nhiều ở các cái thị trường như là bên US mọi người là global á, hay thị trường Canada hay thị trường Australia, thì thấy là khá là đúng. Nhưng mà có phân tích qua một số những cái case dự án bên nước ngoài, thì mọi người mà chúng ta muốn đọc kỹ hơn á, thì ở trong cái phần file được lên trên nhóm mà Tiến cũng có để cái bài viết blog của bên Quantum ANC này, họ cũng có nói về vấn đề này. Và khi mà Tiến có translate lại thì thực tế Tiến cũng chỉ có lấy ở trên trên những nguồn này mà chúng ta đưa về chúng ta training hay là chúng ta hướng dẫn nhau thôi. Và thực tế thì bên phía mình cũng đã triển khai khá là nhiều rồi, nhưng mà để mà có những dẫn chứng cụ thể để đưa cho mọi người những cái nguồn tài liệu nước ngoài thì chúng ta học được học thì nó sẽ cảm thấy khá là chuẩn, và hai là khá là an tâm về những câu kiến thức. Rồi hai nữa là cái góc độ như website á, thì nhận được khá là nhiều backlink ngon từ các cái tài sản của Google. Ở đây Tiến cũng có lấy ví dụ về cái một cái case dự án này bên không PTE này, PTE Helper là chuyên đào tạo và chứng chỉ PTE á. Họ đã, tức là sau khi mà anh em mà chúng ta mà triển khai backlink Google Cloud Stacking hay Google Drive và Stacking á, thì mọi người vào trong cái phần Google Console và mọi người bấm vào cái phần là liên kết này, rồi mình sẽ chọn vào các cái trang liên kết. Ở đây các cái trang liên kết thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái trang, bao gồm là à 24 giờ hay là Google hay là từ những cái nguồn backlink social. Và mọi người thấy cái google.com á, thì chúng ta sẽ bấm một click vào google.com, mọi người hiểu không? Xong rồi chúng ta sẽ xem là à, cái website của mình á, nhận được backlink từ Google á, cụ thể là những backlink nào. Thì đây là những nguồn backlink từ FileDoc này, Google Form này, rồi Google Calendar, rồi Map, thứ nó nhận rất là nhiều. Đây thì chụp một số những cái hình ảnh demo ở đây ở trong mọi người thấy thôi. Thì chúng ta biết cái cách để chúng ta check cái này rồi đúng không? Mọi người biết cái check cái liên kết ở trên cái Google Search Console nhá. Các anh em biết thì chúng ta comment số 1, còn mình chưa biết thì comment số 2 nào. Ok, nhiều bạn cũng chưa biết này. Rồi chắc là Tiến sẽ hướng dẫn qua một chút cách chúng ta check các cái đường link ở trên cái trang Google Search Console nhé mọi người. Thì đầu tiên á, chúng ta sẽ vào trong Google Search Console. Đó, thì đang lấy ví dụ thôi. Xong rồi mọi người vào trong cái phần đó là liên kết này. Liên kết này đó. Chúng ta sẽ bấm vào cái phần đó là
Google này. Đó, trong cái phần Google này thì nó sẽ thống kê ra à các cái được xong mọi người sẽ bấm vào cái đó là chọn vào cái đường link trang chủ. Thì đây á, Google thì ý của nó là nó sẽ nói là à bạn nhận được link liên kết từ Google, như bạn bạn nhận được hai trang, thứ nhất là dịch vụ SEO Hà Nội, thứ hai đó đó là bạn nhận được liên kết đó là dịch vụ SEO tổng thể. Và khi á, các bạn chúng ta bấm vào trong cái phần này á, thì nó sẽ xuất hiện ra cái đường link của chúng ta để chúng ta xem là à những cái liên kết đó nó sẽ nhận được từ các cái trang và các cái nguồn nào. Thì đây á, thì cũng đã lấy ví dụ để cho các bạn chúng ta hiểu được, và mọi người có thể chúng ta sẽ tự thực hành trên website của mình nhá. Để mình xem là hiện tại con Google Search Console, con Google Bot nó đang nhận những dữ liệu từ từ được từ những backlink từ những nguồn nào. Đó, thì tiền lấy ví dụ cho mọi người hiểu thêm thôi. Còn khi mà anh em chúng ta triển khai xong cái phần này rồi thì nghĩa là nó giảm được khá là nhiều các hình phạt đến từ Google trong quá trình chúng ta xây dựng SEO với website. Vì mọi người hiểu trong cái quá trình khi mà mọi người chúng ta triển khai SEO chắc chắn là sẽ phải sử dụng đến link, đúng không? Backlink là cái điều mà không thể nào thiếu trong quá trình chúng ta triển khai SEO rồi. Ở đây anh em nào mình còn chưa biết backlink là gì thì mình comment số 3 ấy. Comment hẳn một cái số nào đó để khác biệt, để sau có gì tiếp tiếp làm hẳn cái video để hỗ trợ anh em, chia sẻ anh em về cái chủ đề đó. Thì đây á, cái entity á, nó là cái rất là quan trọng để mà chúng ta trong quá trình xây dựng SEO á, mọi người biết rằng là chúng ta sẽ cần phải làm sao cái bài bản cái góc độ entity chúng ta làm nó tốt rồi ấy. Thì quá trình xây dựng backlink thì nó sẽ cảm thấy nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Giả sử đi mọi người làm entity tốt thì mọi người á, đâu đó chỉ cần mất đâu đó tổng 10 backlink thôi, đấy là một cái ví dụ nhá. Nhưng mọi người làm entity nó không tốt á, chỉ được tổng khoảng 2 đến 3 điểm á, thì mọi người có thể mất rất là nhiều những cái backlink trong đó. Và cái backlink thì nó là liên quan đến góc độ như là tài chính rồi, nó liên quan đến góc độ như chi phí rồi. Thì cái entity nó là cái mà triển khai rất là tiết kiệm chi phí nhưng mà link rất là nhiều. Và cụ thể như cái con PTE này thì nó lấy cho mọi người, thì có biết là mọi người biết về cái chứng chỉ PTE này không? Kiểu anh em nào biết về cái lĩnh vực bên PTE không? PTE là một cái nó liên quan về chứng chỉ ngang với cả bên anh quá. Mọi người sợ cái kỹ thuật PTE này, và hiện tại kỹ thuật cải tiến triển khai nó đang đứng vị trí top 1, mọi người thấy không? Rồi luyện thi PTE này để cho mọi người hiểu là à, cái sức mạnh của chúng ta triển khai như nào. Và thực chất ấy, khi mà triển khai ấy, thì cũng không có chơi quá là nhiều link đâu, kể cả nhiều anh em check khi mà kiểm tra thấy những cái dự án mà tôi triển khai ấy, thế luôn thì không có triển khai nhiều link đâu. Link ấy, nó là cái rất là tốn kém chi phí, mà thực tế thì chúng ta có rất là nhiều những phương pháp để mà chúng ta triển khai chúng ta tối ưu được cái khâu chi phí. Giả sử như Google Cloud Stacking nó là một cái ví dụ. Anh em thấy cái phần này nó hay không? Mọi người hay, mọi người comment cho Tiến có thêm động lực chút để chia sẻ nào. Và anh em có thể mình chưa hiểu phần nào thì mình sẽ đặt luôn cái câu hỏi ở trong phần này nhé. Rồi, đó là độ như kêu của bên khâu PT. Rồi ngoài ra cái phần này á Tiến có triển khai xong á, mọi người thấy không? Đây là cái thứ hạng mà Tiến theo dõi tầm khoảng đâu đó tầm khoảng mất tầm khoảng 2 đến 3 tuần. Tức là Tiến triển khai xong á để mà Tiến xem độ ngấm khi mà nó cái con Google Drive và con Google Classic này nó triển khai xong á thì hiệu quả nó như nào. Cái phần này thì cũng có lấy thêm cái ví dụ nốt cho mọi người hiểu thôi. Cái đoạn tầm khoảng con này trước đó thì triển khai được tầm vài tháng rồi, thì lúc mà mới triển khai cũng không có tốt nhiều đâu. Và cái giai đoạn tháng 1 đó là cái giai đoạn mà mọi người chín này, các con visa Úc này, anh em thấy này, con này hơi khó. Mấy con này thì nó liên quan đến visa, thì nó liên quan đến các cái nước sở tại, hay là nó liên quan nó cạnh tranh với cả nhiều nhiều brand lắm. Nhưng mà hiện tại thì thấy nó tăng trưởng rất là tốt. Đặc như cái visa nó là 482, xem có đây không. Về góc độ như các bạn team check chứ mình không có check đâu, nhưng các bạn cho em thấy thôi, mình chỉ kiểm soát trên đầu một công việc chứ mình không kiểm soát chi tiết cái công dự án. Đây, nó đang bị trước top 2 này. Đây là cái con chuyên ở bên khâu lĩnh đào tạo, nhưng mà nó đấu được cả những ông về định cư, hay đấu cả những ông mà chuyên về làm visa này. Đó là một case rất là hay để cho anh em chúng ta tham khảo thêm. Và cái phần này thì nói thêm như vậy thôi để cho chúng ta hiểu thôi. Còn sau này khi mà anh em chúng ta muốn tìm hiểu sâu thì mọi người có thể đọc qua cái bài blog ở bên quan tư này, mình có để cái khâu bài viết nói về nó. Còn đây một cái ví dụ liên kết này cho chúng ta nhìn này, để chúng ta mừng tượng rõ hơn. Đây, ví dụ đây là một cái liên kết của bên phía Google Cloud Stack. Giả sử đi, đây là cái Google Map này. Và mọi người biết là theo mọi người cái link này nó có được index không? Đúng, anh em biết là các cái link này nó có được index hay không? Kiểu anh em biết không ạ? Kiểu anh em nào có thì comment có, anh em nào và không thì comment số không cho tôi gái xem nào. Đó. Ok, anh em comment đấy à? Có, thì còn được không? Được. Ok, chọn luôn. Ở đây á, mọi người hiểu á, những cái dữ liệu hay là những cái tài sản chúng ta làm á, Google là mọi người ghi lại á, Google nó cần phải được index thì nó mới có sức mạnh. Còn nhiều khi á, nó mà không có được index á, thì cái sức mạnh của nó nhiều như nó có thể nó bằng không. Chung là cũng nhiều trường hợp tuy nó không index nhưng mà nó vẫn đánh giá nó sai rất là tốt, và nhiều khi nó cũng không, nó index là nó chỉ một cái nó thể hiện ở ngoài là cho người thấy thôi, là à đây là cái đường link và đây là cái sự liên kết.
nhưng mà còn nhiều các cái ví dụ như tài nguyên ngủ triển khai nó không index, nhưng mà sức mạnh nó vẫn là có. Nhưng mà cái này trong quá trình anh em triển khai anh em sẽ cần phải lưu ý, và nhiều bạn nó anh em nói là cái liên quan về không gì mát là không không index đúng không, cái linh lịch không đến đấy đó. Thì nhiều anh em chúng ta đã có kinh nghiệm triển khai phần này rồi, nhưng mà thường khi mà tiến triển khai rồi thì cái dữ liệu nó được index khá là nhiều ở những cái khâu liên quan, khâu tiêu chuẩn, thì đây cũng là một cái tiêu chuẩn liên quan đến khâu Google sách và gửi lại cho phía anh em để chúng ta tham khảo thêm. Còn cái tiêu chuẩn mà triển khai nó như nào đó, chúng ta lục lại bài cũ và xem lại cái phần Money Design rồi. Nhưng mà ngồi mà phải nghiên cứu nhá, phải làm rất là kỹ thì nó mới có hiệu quả. Còn nhiều khi cũng là tiêu chuẩn nhưng mà đưa vào một số anh em làm nó chưa đảm bảo tiêu chuẩn, này nó biến tấu, còn chỗ này chỗ cái kia nó bị sai á, nhiều khi nó sức mạnh nó cũng sẽ bị giảm đi. Và ở đây á, cái này tiến chia sẻ thêm á, cái Google có là stacking á, thì mọi người chúng ta có thể lưu ý là triển khai thêm blog backlink blog comment để mà đóng về cho các cái phần sai trong cái nền tảng Google Glass này để nó cộng hưởng sức mạnh. Và cái cây này là một cái phần ví dụ rất là chi tiết để gửi tặng đến anh em một cái bài học mới của ngày hôm nay. Thay vì nó là mỗi cấu trúc ra sai thôi không, và Tiến có tặng thêm anh em cả cái phần video về khâu Google Glass Stacking nữa. Ok, anh em thấy hay không? Mọi người thấy hay mọi người cho một cái comment nào để chia sẻ tiếp với anh em. Ok, thank you mọi người. Cái phần bài viết này Tiến có để cho em được link trên nhóm nha anh em nhé. Cái này bên phía anh nói là anh Trần, anh muốn nói là cái này index là do Jesus do nợ. Cái này có đúng không mọi người? Cũng đúng nha, cũng còn không phải là không đúng nha, nhưng mà biết lên tại sao đó. Anh mà nói thì cái đó là phải cho anh em thêm kiến thức này á, tức là anh em phải hiểu không, bây giờ muốn Tiến chia sẻ nhiều phải đặt câu hỏi rồi tương tác nhiều vào thì mới có cái câu hỏi, có câu hỏi xong thì mới có được câu trả lời. Thì giả sử đi như câu hỏi của anh này hỏi này phải hên xui thì mới được index đúng không, phải hên xui thì mới được phải do nợ. Nhiều nơi Tiến cũng sẽ chia sẻ cho anh thêm một cái câu chuyện nữa, giả sử ăn nợ nó không tốt nhưng mà nó vẫn được index. Ok, mọi người muốn nghe cái câu chuyện là ra để ăn nợ không tốt mà nó vẫn được index không? Anh em muốn nghe thì comment thêm cái nào. Ok, rồi. Ở đây á, làm sao để ăn nợ không tốt mà Google nó vẫn index? Thì nó mới sinh ra một cái gọi là cái backlink block comment. Cái backlink block comment á, nó là một cái đường link rất là dễ được index ở trên Google, vì cơ bản những nền tảng kia thì nó là cái nền tảng spam rồi. Mà đã spam rồi thì cái link liên kết nó index rất là nhanh. Nó giống như cái câu chuyện tại sao mà anh em bị hack, bị ở website bị hack một cái, tự nhiên sang ngày hôm sau mười mấy nghìn link check ở trong cái phần Google Console mình thấy đấy. Hay tại sao sinh ra mười mấy nghìn link được index ấy. Thì cơ bản qua những website đó là những cái tiệm nó sẽ có một cái bên để mà họ làm cái phần đó, và cái link blog của mình nó là cái link dạng như vậy, được index rất là nhanh. Nên cái câu chuyện á, anh em mà ăn ở không tốt á, sử dụng bài backlink blog comment này vào thì cái tỷ lệ index nó rất là cao. Ví giống như là một số những cái dự án mà Tiến đang triển khai hiện tại đó là cho mọi người thấy. Còn nhiều khi nó không index nó cũng làm cái gì đó nó hơi thiệt so với cả mình. Rồi, đó là về cái câu trả lời cho anh bên phía anh Lê Tiến Cương. Biết anh Lê Tiến Cương có trong phần video này không ta? Rồi, chắc anh em này nhiều anh em cũng bận cũng chưa hỏi được. Ok, Tiến sẽ đi nhanh qua tiếp một số những câu hỏi nữa cho em ha.